Yo và xin chào anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn làm một cái video để mà hướng dẫn anh em cách nào để chúng ta chơi trong một cái server ấy mà chúng ta muốn có huy chương. Đó, mà chúng ta không có thời gian on nhiều ấy, chúng ta muốn có huy chương. Đây thì như trong cái server này mình có vô, chúng ta sẽ, đây là cách cướp huy chương bên server xã hội nha anh em, dành cho những anh em nào mà không có thời gian on nhiều nhưng mà muốn có huy chương. Thì trong cái server xã hội này thì mình, anh em mình có vào từ sớm và đi khu nên là chúng mình có khá là nhiều đồ đây. Thì trong server xã hội ấy, anh em cứ vô chờ. Thì cái server xã hội thì là cứ 1:16 anh em. Đây, thì thời gian gần đến rồi đây. 1:16. À đây, Thính đã rời sân bay anh em này. Thì bọn mình đã chuẩn bị sẵn một cái xe hàng ở đây. Thì xe, trong xe này á, bọn mình có để sẵn là có súng, giáp, rồi khẩu trang các kiểu. Thì một vài người anh em của mình, đấy, anh em có thể thấy súng, giáp. Đó, đây là server xã hội nha anh em. Thì chúng ta có thể lựa server. Server xã hội thì nó có rất là nhiều kiểu. Như cái server này thì nó là rơi đồ anh em ạ. Thì chúng lên mà bọn mình chuẩn bị súng giáp thêm. Đó, bây giờ mình sẽ đánh con xe này ra đến cái chỗ mà Thính rơi. Thì Thính rơi đang ở sân bay nha anh em. Thì khi mà chúng ta đi cướp huy chương bên server xã hội ấy, nó có khác gì với cái ấy, cướp huy chương bên server thường không? Thì bên server xã hội ấy, chúng ta cướp huy chương ấy, chúng ta chỉ có thể, nói chung là anh em có thể thủ nó ít thời gian đi, nó chỉ mất khoảng tầm là mất khoảng tầm 1 tiếng thôi để chúng ta thủ nhà thôi, chứ không có nhiều. Còn trừ khi là bị admin ganh thôi. Đó, còn hầu như là chúng ta có thể thủ nhà được. Còn cái thứ hai ấy, cướp huy chương bên server xã hội ấy, nó sẽ ít người hơn là chúng ta đi cướp huy chương bên server chính. Đó, dành cho những anh em nào á mà chúng ta không có thời gian để on game thật nhiều. Như những server chính ấy, chúng ta không có thời gian on ngày on đêm nhưng chúng ta vẫn thích có những cái huy chương ấy, thì chúng ta vô trong server xã hội, chúng ta kiếm những cái server nào ấy mà nó còn khoảng tầm 3 tiếng, 4 tiếng gì đấy chúng ta chơi. Thì đến 1:16, hầu như tất cả các server là 1:16 là nó sẽ rơi huy chương. Đó, thì anh em cố gắng chuẩn bị chế những con xe tự chế anh em. Thì những con xe tự chế thì nó sẽ trâu bò hơn là những con xe thường. Thì chúng ta cướp huy chương ấy, thì chúng ta có thể là lập tem, tem 4, hoặc là chúng ta có clan thì chúng ta có thể rủ clan chúng ta vào chơi, farm thật nhanh và xây bay lên. Xây bay lên hoặc rồi chúng ta đi khu. Đó, chia ra mỗi người một việc. Chúng ta mua súng, farm linh kiện để mua súng. Nó khá là nhanh. Như đây bọn mình thì bọn mình không mua được súng, nhưng mà được cái là mình đi khô mình kiếm lại được súng và có giáp sẵn luôn, nên là anh em mình về học đồ được. Và giờ hiện nay cũng có một tem đang cướp huy chương ở trong cái server này ấy. Đó, thì hiện nay anh em mình, mấy anh em đã ra trước rồi, mình có chế heli cho anh em đi ra trước và mình đi con xe đồ ra sau, kêu anh em ra trước để anh em xây một cái bay lên. Thì tí nữa mình chỉ việc là để con xe này vô thôi. Khi nào anh em chết thì có thể là chúng ta sẽ hồi sinh và ra cái xe này lấy đồ luôn. Con xe này của mình thì nó hơi khó lái anh em ạ, nó hay bị lật quá. Thì những anh em nào mà có những cái thắc mắc gì và những câu hỏi gì có thể inbox cho cái Facebook của mình. Mình có để link Facebook ở dưới phần mô tả. Những anh em nào mà muốn giải đáp thắc mắc của game này ấy, bất kỳ điều gì không biết có thể hỏi. Ui giời ơi, yo, và đây mình cũng tới rồi anh em. Cuối cùng sau một hồi vất vả chật vật với con xe thì mình cũng đã tới được cái nhà của anh em xây. Ui, mấy ngày hôm nay vẫn chưa còn lưng sắt nữa. Thì mình sẽ kêu mấy anh em mở cửa cho mình.
Ok, giờ mình sẽ phi xe vô. Đó, anh em phi xe vô như vậy ấy, mình để con xe như vậy nó rất là tiện nha anh em. Mình có thể mình di chuyển, thính huy chương nó có thể rơi bất kỳ đâu á, mình có thể là phi xe tới. Rồi giờ chỉ việc lăng sắt. Ok, và đã xong. Giờ bọn mình chuẩn bị xong rồi, giờ mình nghĩ là mình sẽ cùng với mấy anh em vô thính. Ui, đấy. Thì có một team người ta đi trước anh em. Đó, bên đấy họ farm, họ có cả bazooka rồi rất là nhiều thứ khác. Đứng trong thính người ta bắn ra luôn. Thì anh em đi cướp huy chương ấy, chúng ta nên rủ ít nhất là một team đi, chứ chúng ta đừng đi lẻ. Đi solo với đu ấy, hầu như là cái tỷ lệ mà chúng ta cướp được cái huy chương ấy nó rất là ít luôn anh em ạ. Đó, anh em lên rủ ít nhất là team bạn bè, team 4 gì đấy, hoặc là anh em có clan, anh em có thể rủ cả clan vô để cướp huy chương. Thì như thế thì cái huy chương của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Thì trong cái server này hình như là cái clan này clan Thái sao anh em ạ? Mấy ông này cũng đi team 4 thôi, bọn mình cũng không không sợ lắm. Mình đang đẩy bên trái nha anh em. Hiện nay mình đang công bên trái cửa để vô móc đít. Rồi 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 rồi. Ui giời ơi. Rồi. Ui cả hai cùng chết rồi anh em ạ. Ông này lúc đầu ông vô ông shop mua xong ông đi tàu ông cướp thính. Giờ còn bắn cả bazooka nữa. Thôi chết rồi. Chắc không có ai cứu rồi, đang một người đang còn ở nhà một người bên kia rồi. Đó thì mình có đặt túi hồi sinh rồi ấy, nhưng mà mình chắc không cần phải lấy đồ trong xe đâu anh em ạ. Mình chỉ việc chạy ra rồi mình lút lại đồ của mình thôi. Đó. Ok. Thì một người anh em của mình đã vô được đến trong thính anh em. Vô trong thính và đang đi con xe, có chế con xe tự chế anh em. Chế xe tự chế và đang chạy quanh quanh thính rồi. Đó, còn mình sẽ đợt này mình sẽ đi mình cover nhé. Chúng ta đi cướp huy chương ấy, cái điều mà chúng ta cần lưu ý ấy, là chúng ta nên chú ý về cái thính huy chương á. Anh em nên lưu ý cái thính trước, chứ đừng có quan trọng người quá. Chúng ta không nên quan trọng là giết người nhiều quá. Chúng ta cần phải có một tinh thần tập thể anh em. Đó, anh em cứ chú ý đến cái thính huy chương đó. Rồi ai ai là người nhận nhiệm vụ, kiểu anh em phải chia người ra, nhận nhiệm vụ là người này làm gì, người kia làm gì á, thì nó sẽ dễ hơn. Ui giời, mình không hiểu kiểu gì luôn ạ, rớt góc lác chết ạ. À, game lỗi thật. Rồi, lần này mình ra lần này là lần thứ 3 rồi anh em. Thì anh em đi cướp huy chương á. Đó, chúng ta sẽ chia nhiệm vụ ra, ví dụ như ai là người cover bắn ở vòng ngoài, ai là người đứng trong thính, rồi ai là người nhặt huy chương, rồi kiểu như là chúng ta chia ra, chia người ra cover này kia, chứ chúng ta đừng có trụm hết vào một chỗ. Đó, lại đi cover nhau hết xong rồi không ai ở trong huy chương hết, rồi đi rồi người thì lại chui hết vào lúc này, chui hết vào thính, như thế nó rất là loạn luôn anh em, rất là dễ bị kiểu như kiểu là bị địch nó bóp á. Đây, để mình nhặt lại đồ rồi mình vô mình cover anh em. Rồi ok, cuối cùng cũng nhặt lại được đồ rồi. Ok anh em. Rồi mình nghĩ mình sẽ vô huy chương. Tại vì vòng ngoài này có hai người bạn của mình cover rồi ấy, nên là mình sẽ vô huy chương. Rồi rồi, con tanh nó bắn mình rồi. Ui rồi. Rồi ok. Thì đây thính huy chương. Anh em đi cướp huy chương ở bên tanh ấy, anh em chú ý một tí thì né né con tanh ra. Ok, bắn mấy con lính này đi cho tí nữa đỡ bị nó bắn chạy ngơ 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 hồi nó lại bắn chết nữa.
Đó thì người bạn của mình có chế con xe tự chế này anh em. Đấy thì đang ngồi trong xe rồi anh em. Rồi trên nóc này có con heli này. Thì anh em chế xe tự chế ngồi trong cái thính nhá, ngồi trong cái chỗ huy chương ấy thì nó sẽ kiểu an toàn hơn. À có heli này anh em. Rồi mấy anh kia lại đi heli tới nữa rồi. Ui con tanh. Ok. Thì có một người bạn của mình đã bay lên cái tháp cao kia nhất rồi. Đang cover ở trên đấy rồi. Còn ba anh em mình đang ở đây, một người đang lái xe chạy quanh quanh. Đó, như đây thì mình có chuẩn bị sẵn một con heli ở trong túi anh em, với lại một con siêu xe ở trong túi. Thì mình chuẩn bị cái con xe với con heli này mình không có thả ra, tại vì là nhỡ may mình cướp huy chương á, mình sẽ ôm huy chương vào một góc rồi mình thả heli ra và mình bay về, hoặc là mình thả xe ra mình chạy. Thì như thế thì nó sẽ nhanh hơn, là với lại an toàn hơn là mình cầm huy chương không mình chạy. Thì có thể là con xe mà mình ngồi trong cái huy chương ấy nó sẽ bị phá nha anh em, có thể là nó sẽ bị phá, bị bắn lổ, thì lúc đấy mình sẽ không còn xe đi nữa. À, mình sẽ chuẩn bị sẵn ở trong túi, mình có thể mình thả xe ra, anh em có thể chế con xe máy hoặc là chế ô tô gì đấy anh em để trong túi á, khi cần anh em có thể tháo xăng ở trong dù ra và anh em chạy. Đó là cái cách mà để chúng ta có thể là ăn huy chương để nó tốt hơn, chứ anh em không thể nào mà lại gần cái huy chương rồi chúng ta chạy bộ được. Chúng ta chạy bộ như thế rất là nguy hiểm, rất nhiều người nhắm đến cái huy chương á, tại vì khi huy chương nó mở ra ấy, thì nó sẽ hiện ở trong bản đồ á, người ta sẽ nhìn thấy cái vị trí di chuyển của mình, người ta sẽ bắn đó, mình sẽ là một cái gọi là tâm điểm để bắn á. Không thể nào mà cầm huy chương mà kiểu chạy bộ mà sống sót được, rất là khó anh em ạ. Nên là cứ chế xe ra và chuẩn bị sẵn, nhỡ may có chuyện gì cái thì chúng ta có thể bay luôn. Đó. Con tanh này khó chịu thế nhỉ. Rồi, mấy ông đồng đội mình cover tốt quá, mấy anh kia nó không vào được luôn này. Ôi con tanh. Ừ, còn 6 giây sao anh em? Để mình lao vào coi. Ui, còn 1 phút nữa. Ui, con tanh nó bắn. Thôi chết rồi. Ok, và người anh em của mình sẽ cứu mình nha anh em. Ui giời ơi. Bố con tanh này ảo diệu vậy. Bắn xuyên xe luôn kìa anh em ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đừng đừng bắn rocket nữa. Ui, thôi xong rồi anh em ạ. Còn có 30 giây nữa. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Để mình gọi ông trên tháp xuống. Ông đâu rồi? Nó giết luôn ạ. Con tanh khó chịu thật đấy. Đây rồi, người anh em của mình tới rồi. Thì mấy anh kia nó cũng vô rồi anh em. Nó bắn bazooka ở trên kìa. Ui sập xe rồi đấy. Thì cái xe mình thả ra nó có thể dính bazooka và nó nổ luôn này anh em. Anh em có thể thấy không? Rồi ok, lấy được huy chương rồi anh em ơi. Người bạn của mình đang cầm huy chương rồi. Mình sẽ ăn thức ăn và cho đầy máu lên. Rồi để mình thả huy chương, thả máy bay ra và mình và ông này sẽ bay về luôn nha anh em. Rồi ok anh em. Khi mà anh em đã cướp huy chương về nhà ấy thì cái độ thành công khi mà chúng ta nhận được huy chương nó đã là 60% rồi. Đó và đây khi mình về nhà anh em thì đấy vừa nãy có mấy ông đến giai, mấy ông ship cho 3.000 3.300 quả C4 anh em ạ. Vậy để mình nhặt nốt đồ vào. Thì mấy ông đang định xây nhà nhưng mà bọn mình đã thấy trước và ra bắn luôn anh em ạ. Đây còn dốc két này. Để mình mang hết đồ vào. Ui thép này. Rồi, thì mình có nhặt được 3.300 quả C4 nha anh em. 3.300 quả C4, đây là mình khi mình thủ nhà nha anh em. 58 quả C2 nữa. Đó, ông bạn mình thì đang bảo nhặt được 700 quả rocket nữa anh em ạ. Thì lấy mình bọn mình đang thủ nhà thì có mấy ông tới á. Thì check báo cáo thì mấy ông tới thì chuẩn bị dai bọn mình á. Thì bây giờ còn có 15 phút à.
là người ta tới người ta chuẩn bị dài, thế là bọn mình ra đánh trước, thế là không kịp trở tay á, thế là đồ bị thu hết. Đó. Thì khi anh em cướp được huy chương á, anh em có thể chạy về shop để chúng ta, mấy người bạn của chúng ta có thể ở ngoài xây nhà, hoặc là anh em có thể, nếu anh em tin vào khả năng thủ nhà thì anh em có thể chạy thẳng về nhà luôn. Đó, nhưng bọn mình thủ nhà, cảm thấy mình thủ nhà được thì bọn mình sẽ về nhà luôn, không có chạy vào shop gì hết. Đấy, bọn mình về nhà thủ, ai mà đến dai thì sẽ ra giết luôn, chứ không có ngồi chờ đợi người ta dai mình rồi mới ấy. Đó, thì đây bọn mình chuẩn bị sẵn, bọn mình đến và bọn mình giết luôn chứ không có ngồi chờ nữa. Mình có nhặt được một đống turret nữa đây. Đây để mình châm vô. Yo, và sau một hồi anh em thì còn 3 phút thôi, thì cái điều kinh khủng nhất của một server xã hội đã tới. Đó chính là ông admin, ông đang ngồi trong nhà mình rồi. Ông đang gỡ nhà mình. Thế là mình cầm huy chương mình chạy ra đây. À, mình đang đặt một cái đây. Đó, mình đang cầm huy chương mình chạy ra đây. Ông admin thì ông đang ở trong đấy gỡ nhà. Mấy anh em đang cố gắng bịt lại. Rồi bê cả TC ra đây giấu rồi. Đó, thì bọn mình đã bê TC. Chỉ còn có khoảng tầm 1 phút thôi anh em. Mình cố gắng mình gồng gánh 1 phút nữa thôi. Mong sao đi ông ấy không thấy mình ở ngoài này. Mình sẽ giữ huy chương luôn nha anh em, mình sẽ giữ huy chương luôn. Nhớ mày ông AD, mình lấy giờ mình cầm cái huy chương mình chạy quanh nhà rồi ông gỡ nhà, thì mấy anh em vừa ông gỡ cái nào có mình bịt lại cái đó. Đó, điều kinh khủng nhất của một cái server mà gọi là server xã hội anh em đi cướp huy chương mà sợ nhất là gặp AD. Đó, đến cuối cùng là AD đến, AD đòi huy chương. Mà hình như là bạn AD này kiểu bạn ấy mới chơi anh em, mới được làm AD lần đầu với sao ấy, nên là chưa có ban, không có biết ban với này, kiểu gỡ nhà kiểu đang còn đứng nhìn ấy. Thôi, 10 9 8 7 6 5 4. Thì cái huy chương anh em cứ bỏ cái huy chương vào tủ, thì những người nào mà có quyệt tủ ấy thì người ta sẽ có nhận được huy chương nha anh em, nhưng mà phải farm lên level 3 nha anh em. Rồi, và đã xong thì chắc cái clip của mình tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.